Tài xin chào anh chị và cô chú. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái căn nhà vườn với tổng diện tích là 500 m². Trong đó thì thửa đất vườn của mình thì chưa có thổ cư, hiện tại thì phủ hồng toàn bộ anh chị ha. Và chủ đã đăng ký để lên thổ cư rồi. Anh chị sở hữu về thì mình có thể là mình ra ngoài phòng để mình đóng tiền để lên thổ cư anh chị ha. Thì căn nhà vườn của mình nằm trên một cái trục đường nhựa lộ giới thì rộng tầm khoảng là 7 m. Và khu vực này thì khu dân cư ở rất là đông anh chị. Và bám trên cái tuyến đường nhựa này thì có dây điện, dây wifi, rồi hệ thống nước sạch, nước máy anh chị ha. Di chuyển thẳng theo trục đường này tầm khoảng 300 m là anh chị sẽ ra tới trục đường chính, đó là DT765. Rẽ qua hướng bên tay trái thì anh chị sẽ di chuyển tầm thêm 200 m nữa là mình sẽ ra tới vòng xoay ngã 6 Đá Bạc ha. Còn di chuyển hướng ngược lại thì cũng sẽ ra được trục đường chính, đó là trục đường DT765 luôn anh chị ha. Khu vực này thì những cái tuyến đường nông thôn đều kết nối ra những cái trục đường chính anh chị. Và nhà của mình thì ưu điểm thì rất là gần với tuyến đường DT765 và rất là thuận tiện để cho anh chị di chuyển đi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc anh chị ha. Về phần ranh giới của mình thì ngang của mình là được 10 m tính từ cột hàng rào này và đổ qua bên phía bên kia ha. Chiều dài mỗi cành là 50 m và ở phía sau cũng là ngang 10 m. Căn nhà của mình thì xoay mặt về hướng đông bắc. Hiện tại thì ở phía trước chủ đã làm một cái cổng xây dựng rất là kiên cố, xung quanh thì đã được dựng hàng rào rất là kiên cố anh chị. Và cái khoảng sân phía trước này chủ được chủ lát bằng gạch tejaro ha. Sau này anh chị sở hữu về thì mình có thể là di chuyển những chiếc xe ô tô mình vào phía trong để đậu, và cũng có thể là mình trồng thêm một số chậu cây cảnh cũng được anh chị. Bên này thì có giếng khoan cũng như là hệ thống CB để gạt bật nước anh chị ha. Ở đây thì hồi trước chủ cũng trồng một cái cây mai, nhưng mà cây mai cũng đã chết rồi anh chị. Đó, nhà của mình thì nằm ngay một khu dân cư ở rất là đông ha. Ở phía trước của căn nhà của mình thì chủ ốp lên tầm khoảng là 60, và ở trên thì sơn nước và đi chỉ rất đẹp. Cửa của mình thì cửa sắt bằng 4 cánh. Ở trên thì bước vào phòng khách á, thì ở trên thì đóng là phong hộp, ở dưới á, thì lát đá bóng kiến ha. Và trang trí một số tiểu cảnh cũng như là một số cái bàn để mình tiếp khách. Bước vào này là cái không gian một cái phòng ngủ của mình. Đó, nhà của mình thì có một cái phòng ngủ ở đây, ở trên thì cũng đóng la phong. Đó, tường thì cũng ốp lên tầm khoảng là 1,2 m cho đến 1,5 m anh chị ha. Đó, cửa sổ rèm cửa cũng có hệ thống quạt hút luôn anh chị. Đó, cửa thì cũng làm bằng cửa gỗ anh chị ha. Đó, cái tấm phản này và cái bồ bàn ghế này khi mà giao dịch nhà thì chủ sẽ đem đi anh chị ha. Đó, nhà của mình thì đóng la phong hộp từ trên cho đến xuống dưới luôn, trang trí những cái đèn lon rất là đẹp. Bước lui sau này là cái khoảng không gian của nhà bếp. Đó, chủ thì cũng làm bằng gỗ đỏ anh chị ha. Và cái không gian nhà bếp này khi mà mua thì chủ để lại anh chị nha. Tài cũng nói rõ những cái gì chủ đem đi và những cái gì chủ để lại để cho anh chị và cô chú cũng được nắm luôn ha. Đó, bước lui sau này là một cái phòng, thêm một cái phòng ngủ nữa anh chị. Nhà của mình thì có 2 phòng ngủ. Đó, phòng này thì có trang bị hệ thống máy lạnh, quạt hút phía trong. Đó, có cửa sổ để mình đón cái gió cái nắng ở ngoài, và có nhà vệ sinh tích hợp ở phía trong luôn anh chị ha. Đó, nhà vệ sinh, nhà tắm ở phía trong luôn. Đó, một cái phòng master rất là đẹp. Điện của mình thì đi điện âm tường hết anh chị. Nhà mình sơn cái màu rất là đẹp, nhìn rất là ấm cúng. Di chuyển qua phía bên này, đó là phòng tắm và nhà vệ sinh chung. Đó, nhìn nói chung là nhà tắm thì chủ ốp gạch cao hơn tí anh chị ha. Đó, cũng có cửa sổ, cửa thông gió. Bước lui sau còn là cái khoảng ở phía sau này thì mình còn một cái phòng, đó là cái phòng kho để mình để những cái dụng cụ cá nhân, rồi có thể là mình di chuyển xe vào phía trong này mình đậu cũng được anh chị ha. Đó, ở trên thì cũng
lợp bằng tôn và có cái tấm cách nhiệt. Đó, đôi sau này thì mình còn một cái khoảng vườn. Sau này anh chị sở hữu về thì mình có thể là mình nuôi gà hoặc là mình trồng rau. Đó. Hồi trước thì chủ cũng làm một cái vườn ươm trồng dàn lan nữa anh chị. Đó. Bước lối sau này thì mình có thể là nhìn thấy được cái tuyến đường DT765 luôn anh chị ha. Đó, nhà vườn của mình thì từ vị trí của căn nhà vườn của mình mà di chuyển đi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc thì mất khoảng tầm là 18 cho đến là 20 cây là mình sẽ ra tới biển rồi anh chị. Và đi về biển Vũng Tàu thì mất khoảng tầm 35 km ha. Còn anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển về thì mình xem tầm khoảng là 70 km thì mình sẽ về tới đây. Đó, cái khoảng không gian sau này thì mình cũng có một cái bàn ghế đá, rồi có lavabo rửa mặt, có cái không gian để mình rửa chén bát ở phía sau này. Cái bên hông thì có cái đường luồng để mình chạy xe vào ở phía trong ha. Đó, ở bên hông thì chủ cũng ốp gạch lên cao luôn anh chị ha. Rồi, còn đây là toàn bộ những hình ảnh trên máy cam để cho anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát về cái căn nhà ngày hôm nay ha. Thì ở đây thì khu dân cư ở cũng khá là đông. Từ cái vị trí của căn nhà của mình mà di chuyển ra tới trường học, chợ, trạm xá, rồi giáo xứ, nhà thờ thì bán kính dưới 500m là mình đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi rồi anh chị. Ở đây thì mình đi ra tới ngã 6 Đá Bạc thì mình sẽ có chợ Đá Bạc, ủy ban dân xã Đá Bạc anh chị ha. Và nếu như anh chị muốn di chuyển đi về những cái trung tâm lớn thì mình về tới ngã giao thì mình đi tầm khoảng là 6-7 cây. Đó, ra đó thì mình có thể là mua sắm đầy đủ hơn. Còn ngay cái chợ Đá Bạc thì cũng có những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán, nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống của con người cũng đầy đủ rồi anh chị. Và Tài cũng báo giá để cho anh chị và cô chú cũng nắm luôn ha. Thì hồi trước Tài cũng đã quay một lần về cái căn nhà này rồi. Thì hồi trước thì chủ gửi bán với giá là 2 tỷ rưỡi lần. Nhưng mà đợt này thì chủ cũng đang rất là cần tiền để trả nợ ngân hàng anh chị ha. Và chủ giảm xuống còn là 2 tỷ 3. Giá này là dường như là gần như là giá chốt. Chỉ bớt cho anh chị thêm một chút lọc lá thôi ha. Và Tài cũng nói pháp lý của căn nhà này để cho anh chị và cô chú cũng được nắm luôn. Hiện tại thì cái sổ chủ đang vay ngân hàng với giá trị là 1 tỷ 6 anh chị ha. Khi mà mua bán thì anh chị cũng hỗ trợ cho chủ cái phần ra ngân hàng để rút sổ đi công chứng ha. Chủ thì giờ cũng hết khả năng để lấy sổ rồi. Ở đây thì không khí cũng rất là mát mẻ anh chị. Xung quanh của mình thì mảng xanh rất là nhiều. Đó, anh chị cũng nhìn thấy ha. Và nhà của mình thì nằm xoay hướng về hướng đông bắc, một cái hướng cũng rất là đẹp ha. Đó, bây giờ thì Tài sẽ di chuyển flycam ra những cái tuyến đường trục chính kết nối giao thông ở vực này để quay cho anh chị và cô chú xem ha. Nhà của mình thì nằm trên một cái trục đường nhựa, nói chung là đường thông thoáng. Đó, mình di chuyển ra tới tuyến đường 765 rất là gần anh chị nha. Đó, ra tới đây thì mình chạy tầm 200m nữa là mình sẽ tới vòng xoay ngã 6 Đá Bạc. Ở đây thì có một cái nhà thờ giáo xứ Đá Bạc rất là đẹp. Đó. Đó. Và di chuyển thẳng thì mình sẽ về tới khu công nghiệp Đá Bạc và về tới Long Tân đi biển Hồ Tràm. À, xin lỗi anh chị, là đi biển Vũng Tàu. Đó. Còn hướng ngược lại thì anh chị sẽ di chuyển ra tới ngã tư Bình Trung. Đó, cứ di chuyển thẳng theo cái tuyến đường DT765 này thì anh chị sẽ ra tới tuyến đường quốc lộ 1A ha. Và khu vực này thì anh chị cũng nhìn thấy mảng xanh rất là nhiều. Rất là đẹp. Nếu như anh chị cô chú đang xem cái sản phẩm của Tài mà thấy cái căn nhà vườn này phù hợp thì liên hệ cho Tài ha. Bây giờ Tài sẽ cho anh chị xem sổ. Tổng diện tích của mình là 500m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng là đến năm 2063, thì đến năm này anh chị mang sổ đi dàn thêm ha. Hiện tại thì cái sổ của mình thì cấp năm 2019 anh chị ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Cái sổ này thì sổ cũ nên chưa cập nhật là đường nhựa anh chị ha. Khi mà cấp đổi khu đo thì sẽ lên đường nhựa ở phía sơ đồ hình dáng này. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Đất của mình thì phủ hoàn toàn bộ luôn anh chị ha. Và đường của mình là đường hiện hữu, không có mở rộng nữa, không có bị dính gì nữa anh chị ha. Đó, ngang 10 và ở phía sau cũng là 10m. Và mỗi cành của mình là 50m. Đó, khu vực này thì
rất là đất sạch, rất là 100%, không có vướng bất cứ quy hoạch gì hết. Đó, anh chị cũng nhìn thấy ở trên vệ tinh thì khu dân cư ở cũng rất là đông ha. Đó, ra tới đây thì tuyến đường DT765, và từ vị trí của mình mà di chuyển ra tới ngay cái vòng xoay ngã 6 La Bạc này thì cũng khá là gần. Rồi, bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái phần vị trí ha. Rồi, còn đây là phần vị trí ở trên Google Maps. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài sẽ gửi thông tin sổ sách, bản tất quy hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị và cô chú tham khảo thêm ha. Đó. Ở đây thì mình rất là gần với tuyến đường Bình Trung Đá Bạc, đó, hay là có tên gọi là DT765 đó anh chị. Và di chuyển ra tới chợ, ra tới vòng xoay ngã 6 Đá Bạc thì cũng khá là thuận tiện anh chị ha. Mà cái căn nhà của mình thì nằm ngay cái khu tiện ích, đó, ngay cái trung tâm của xã Đá Bạc luôn. Đi chợ cũng gần, ra ủy ban cũng gần nè anh chị. Và ra tới đây thì mình sẽ có nhà thờ giáo xứ Đá Bạc, một trong những cái nhà thờ vừa mới được xây dựng và đưa vào hoạt động, rất là đẹp anh chị ha. Đó, gần với trường học, rất là nhiều cái nhánh đường để mình đi. Đó, đi biển thì anh chị cứ di chuyển thẳng theo đường DT765 là mình sẽ về biển Vũng Tàu. Đi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc thì anh chị di chuyển theo đường Xuân Sơn Đá Bạc ha. Đó, còn đi ra về khu nghiệp Sona Đời Di Châu Đức, đội cựu xuyên nghề Sân Gôn Châu Đức thì anh chị di chuyển theo cái trục đường Bình Ba Đá Bạc. Đó. Nói chung vị trí của cái đất, cái căn nhà của mình thì rất là đẹp ha. Phần cuối video thì từ ngay vị trí của căn nhà vườn, Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính và sẽ di chuyển ra những cái khu tiện ích mua sắm, những cái khu tiện ích, những cái trụ sở cơ quan nhà nước để quay cho anh chị và cô chú xem ha. Đó, ra tới đây thì nói chung là nhà dân ở rất là san sát, khu vực này thì rất là đông vui anh chị và cực kỳ là an ninh luôn. Đó, tới đây thì mình sẽ ra trục đường chính DT765, rẽ qua hướng bên tay phải màn hình thì anh chị sẽ di chuyển thẳng theo trục đường này thì mình sẽ về địa phận của xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai anh chị ha. Còn di chuyển hướng này thì anh chị sẽ ra tới vòng xoay ngã 6 Đá Bạc, ra tới những cái khu tiện ích. Đó. Thì ra tới đó thì mình sẽ có đầy đủ những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán. Đó, đường xá ở đây thì anh chị cũng nhìn thấy ha, rất là thông thoáng, rất là tiện để cho mình di chuyển. Mua căn nhà rất là thuận tiện để cho mình di chuyển đi lên thành phố Hồ Chí Minh và đi tất cả những cái biển ở khu vực này. Đó. Ở đây thì vòng xoay ngã 6 Đá Bạc lên chị ha. Rồi, video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Thấy video hay bổ ích thì để lại cho Tài xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh, giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng, một khởi sinh vườn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.